người phụ nữ may mắn mang may mắn đến cho những ai bên cạnh mình một người phụ nữ may mắn không chỉ có thể tự tạo ra may mắn cho chính mình mà còn mang lại may mắn cho những người xung quanh đặc biệt là người yêu hoặc người chồng của họ sau đây là những đặc điểm rất rõ ràng của một người phụ nữ may mắn điều thứ nhất người ấy cảm thấy thoải mái với con người của mình người ấy cảm thấy hài lòng về con người của mình và những gì người ấy tin tưởng khi người ấy cảm thấy tích cực về bản thân mình điều đó có thể dẫn đến tất cả các loại kết quả tích cực từ các mối quan hệ tốt hơn đến sự tự tin hơn mặt khác khi một người không cảm thấy thoải mái với con người của mình hoặc những gì mà người đó tin tưởng điều đó có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau nếu bạn không có một mối quan hệ lành mạnh với chính mình điều đó có thể dẫn đến rất nhiều lo lắng về cuộc sống nói chung điều thứ hai người ấy có trực giác mạnh mẽ trực giác là giác quan thứ sáu khi chúng ta có một trực giác mạnh mẽ chúng ta biết liệu ai đó có đáng tin cậy hay không hoặc liệu một công việc hoặc cơ hội có phù hợp với chúng ta hay không chúng ta cảm thấy có điều gì đó bên trong chúng ta cho chúng ta biết có điều gì đó không ổn trực giác là quan trọng nó có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định tốt. Nếu bạn dựa vào cảm giác ruột của mình, bạn thường sẽ đúng. Điều thứ ba, người ấy phản ứng với các tình huống với một thái độ bình tĩnh và có kiểm soát. Điều này cho phép người ấy tận dụng tối đa mọi tình huống. Người ấy có thể không kiểm soát được hoàn cảnh của mình, nhưng người ấy có thể kiểm soát cách người ấy phản ứng với chúng. Sự trưởng thành trong cảm xúc của người ấy sẽ thể hiện qua cách người ấy xử lý các tình huống căng thẳng tốt như thế nào và người ấy nhận thức được cảm xúc của mình như thế nào điều thứ tư người ấy là người đồng cảm đồng cảm về mặt tinh thần là khi bạn có cảm giác đồng cảm và lòng trắc ẩn cao độ đối với tất cả sinh vật sống người đồng cảm cảm nhận hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác những người đồng cảm về mặt tinh thần có khả năng kết nối với những người khác ở mức độ sâu hơn vì vậy họ hiểu người khác hơn họ muốn tạo ra sự khác biệt trên thế giới và hướng tới sự thay đổi tích cực những người đồng cảm về mặt tinh thần cũng có nhiều khả năng tiếp cận và giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn và họ thường có thể cảm thông với những người kém may mắn hơn điều này có thể là do họ hiểu phải đấu tranh như thế nào hoặc có thể là những người đồng cảm về mặt tinh thần chỉ đơn giản là có lòng trắc ẩn hơn điều thứ năm người ấy là một người biết lắng nghe người ấy nói những điều mang tính xây dựng và phản hồi tích cực với những lời chỉ trích nhằm giúp người ấy tiến bộ hơn điều thứ sáu người ấy là người cởi mở người ấy có trí tuệ và lòng từ bi điều này giúp người ấy cởi mở khi người ấy cởi mở có nghĩa là người ấy không hẹp hòi người ấy tin vào những điều nằm ngoài kinh nghiệm cá nhân của chính mình nhờ đó người ấy có thể hiểu được quan điểm của người khác người ấy cũng chấp nhận những ý tưởng mới và trải nghiệm mới điều thứ bảy người ấy không phán xét người ấy không phán xét bất kỳ ai cho phép người ấy nhìn xa hơn bề mặt hoàn cảnh của người khác và kết nối với cảm xúc của họ nó cho phép người ấy đồng cảm và từ bi với người khác nếu một người không có sức mạnh về tinh thần thì người đó có thể phán xét và chỉ trích người khác Điều này có thể gây ra cảm giác bực bội và tức giận trong chính người đó. Mạnh mẽ về tinh thần có nghĩa là cởi mở vì nó giúp bạn nhìn ra bức tranh toàn cảnh hơn. Nó cũng có nghĩa là không đánh giá người khác và chấp nhận họ như họ vốn có. Người ấy không phải lo lắng về việc xung đột với người khác. Điều thứ 8, người ấy là một người hòa bình. Người ấy có khả năng gắn kết mọi người lại với nhau và tạo ra sự hài hòa, hòa bình. Người có thể cảm nhận được nhu cầu của người khác và cảm thấy được kết nối với họ. Người ấy có thể đồng cảm với người khác. Người ấy có thể chỉ cho người khác cách đạt được mục tiêu của họ. Đó là khả năng lưu tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, cả bên trong và bên ngoài, để người ấy có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn cho chính mình và cho những người xung quanh. Điều thứ 9 người ấy có sức mạnh tinh thần người ấy sẽ có thể nhìn mọi thứ như thực tế và người ấy có thể chữa lành cho bản thân mình và những người khác người ấy tin tưởng vào trực giác của mình người ấy cũng sẽ có một mối liên hệ chặt chẽ với vũ trụ vì vậy người ấy có thể khai thác các nguồn tài nguyên vô hạn để chữa lành và truyền cảm hứng khi bạn phù hợp với bản ngã thần thánh của mình bạn có thể khai thác tiềm năng và sức mạnh ở một cấp độ hoàn toàn mới bạn có thể chữa lành cho bản thân mình và những người khác nhanh chóng hơn bởi vì cơ thể bạn đang nhận được sự chữa lành cần thiết. Và khi bạn chữa bệnh cho người khác, nó có tác dụng nâng cao tinh thần cho mọi người xung quanh bạn. Một cách để đo lường sức mạnh tinh thần là nhìn lại cuộc sống của bạn và tự hỏi, tôi cảm thấy kiểm soát được cuộc sống của mình đến mức nào? Khi bạn nhận ra rằng bạn không thể kiểm soát được cuộc sống của mình nhiều như bạn thực sự muốn, bạn có thể đang bị mất sức mạnh cảm giác đó là dấu hiệu ban đầu cho thấy bạn cần bắt đầu trao dồi đời sống tinh thần của mình để cải thiện cuộc sống và có nhiều ảnh hưởng tích cực hơn trên thế giới sức mạnh tinh thần là tất cả về việc phát triển trí tuệ thực tế trí tuệ là một trạng thái hiểu biết xuất phát từ việc sống phù hợp với các giá trị của bạn và hành động theo cách tạo ra sự khác biệt tích cực trên thế giới và người phụ nữ ấy rất có ý thức trong mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Đó là năng lượng tích cực và rung động cao, gửi ra môi trường xung quanh, gửi đến vũ trụ. Cho nên dễ dàng thu hút rất nhiều những phước lành may mắn vào trong cuộc sống của mình. Và các bạn có thể quan sát một đặc điểm rất rõ ràng của một người phụ nữ rất may mắn. Đó là họ thường xuyên cho đi. Cho đi bởi một trái tim chân thành và tình yêu vô điều kiện. Từ gia đình của họ, bạn bè, đồng nghiệp và tất cả mọi người trong cuộc sống. Họ sống theo một quy luật của vũ trụ đó là quy luật cho và nhận. Cho đi bằng một trái tim chân thành và tình yêu vô điều kiện, vũ trụ sẽ đền đáp cho chúng ta bằng một điều gì đó thật tốt lành và xứng đáng vào đúng thời gian thần thánh. Nếu bạn có người phụ nữ ấy, là người yêu hay là người bạn đời của mình, hoặc là một người bạn, một người trong gia đình của mình, thì tất cả chúng ta đang trải nghiệm những điều rất may mắn trong cuộc sống bởi một người có năng lượng tích cực và rung động rất cao. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua Fanpage và qua Zalo theo số điện thoại của canh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc canh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại